giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, xăng dầu ON95 lên sát ngưỡng 23.000 đồng mỗi lít. Từ 15 giờ ngày 11 tháng 10, giá xăng E5 giờ ON92 tăng lên mức 21.680 đồng mỗi lít, tăng 970 đồng. Xăng dầu ON95 lên 22.879 đồng mỗi lít, tăng 934 đồng. Trong khi giá dầu tăng từ 517 đồng lên gần 1.000 đồng mỗi lít. Chiều nay, ngày 11 tháng 10, Liên bộ Công thương, Tài chính đã quyết định ngừng trích lập quỹ bình ổn giá bốc đối với các mặt hàng xăng ZON 95, dầu diesel, dầu hỏa. Liên bộ cũng cho phép các doanh nghiệp chi sử dụng quỹ bốc xăng dầu. Với mặt hàng xăng E5 ZON 92 ở mức 950 đồng mỗi lít, kỳ trước là 850 đồng mỗi lít. Dầu diesel ở mức 150 đồng mỗi lít, kỳ trước không chi. Dầu hỏa ở mức 100 đồng mỗi lít, kỳ trước không chi xăng dầu 95 và dầu Mazu không chi. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bốc xăng dầu, giá xăng E5 giờ ON92 từ 15 giờ hôm nay tăng lên mức 21.680 đồng mỗi lít, tăng 970 đồng. Xăng dầu 95 bán lẻ có giá tối đa 22.879 đồng mỗi lít, tăng 934 đồng mỗi lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng khá mạnh. Dầu diesel 0.05S bán lẻ có giá mới không cao hơn 17.545 đồng mỗi lít, tăng 959 đồng mỗi lít. Dầu hỏa 16.622 đồng mỗi lít, tăng 979 đồng mỗi lít. Dầu Mazu 180 CST 3.5S có giá bán lẻ mới, 17.097 đồng mỗi kg, tăng 517 đồng mỗi kg. Bộ Công Thương cho hay giá xăng dầu trên thị trường thế giới đang tăng khá mạnh. Giá dầu thô ngày 10 tháng 10 đã lên mức 80,11 USD mỗi thùng đối với Veducchi và 82,58 USD mỗi thùng, đối với dầu Brent, cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.